Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi ngày 30 tháng 9, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao khoảng 49 mét, di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tâm chấn của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt và khi nó đi qua vị trí nào thì những vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết, ngày 30 tháng 9, sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng, 16 phút và 48 giây, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ ở một nhánh sông Dương Tử và cuốn trôi 1.700 ngôi nhà cùng rất nhiều công trình, kể cả bệnh viện Vũ Hán, nơi đã từng chữa trị cho hơn 600.000 người mắc chủng COVID-19 ở khu vực này, khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết, đã có hàng triệu người dân của phía Trung Quốc chạy tán loạn để tránh nạn. Họ đã chạy sang cả biên giới Lào, Campuchia. Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thiệt hại vòi rồng trên đi qua là vô cùng to lớn, không thể thống kê được chính xác. Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao lại còn cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong mực nước lên tới 7 mét, có nơi lên tới 15 mét. Nhà cao tầng cũng chỉ còn một cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi. Khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và có tiếng trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm tới 3 mét. Điều này đã khiến cho giới chức của Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm được gì trước sự nổi giận của đất trời và của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện, sám hối những tội lỗi của mình gây ra cho nhân loại. Để bây giờ bị quả báo ập đến, không thể nào trở tay kịp. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông tập chứ có đến 10 ông tập bây giờ cũng không thể làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận và hình như ông trời đang ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi chính vì Trung Quốc đã đem quân đi gây gổ với tất cả các nước láng giềng xung quanh nên bây giờ phải chịu những hình phạt của trời và của đất. Và nếu như đó là sự thật thì có nghĩa là trên thế giới này mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây ra đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên, đất trời sẽ lấy đi của Trung Quốc 10 lần. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, một kẻ tham lam và vô độ hống hách khi không tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới nên bây giờ họ đang bị trừng phạt. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ngày 30 tháng 9 vào lúc 19 giờ 30 phút, trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, mưa to, gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc đã nhắc tới sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 50 mét, cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang có ở thành phố Vũ Hán, làm cho chính phủ của Trung Quốc đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình rằng một thành phố với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc là con thuyền đầu tàu của chính phủ Bắc Kinh. Nhưng chỉ sau 4 năm tính từ ca nhiễm chủng COVID đầu tiên ở thành phố này, cho đến nay thành phố đã biến thành thành phố không một bóng người và bây giờ thì nó lại biến thành một sa mạc. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Thế nhưng, hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn không sợ nghiệp quật. Khi ngày 30 tháng 9, truyền thông của nước này vẫn đưa tin quân đội của Bắc Kinh vẫn đang ùn ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa và đạn dược cho hai tuyến chiến đã tăng lực lượng quân sự thị uy Dương Oai đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi của Biển Đông trong mùa nước lũ. Nhà quan sát cho biết rằng, mặc dù gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà ở, không có lương thực và thuốc men, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh mang theo tàu chiến, máy bay tên lửa tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa ở ngoài khơi Biển Đông để tập trận múa võ Dương Oai.
ngoài mục đích là để thách thức thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang chịu mưa to gió lớn, bão tố mịt mù, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn ổn định, quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng gì, họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn, đánh nhau với quân đội của Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất của thế giới mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm thêm một số quần đảo, lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay cho Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng, người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập vẫn chưa thấy sợ sự trừng phạt của thiên nhiên hoặc chính quyền của ông ta đã sợ xanh mắt mèo nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết chắc bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi vào. Đó là đập vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, bởi vì chỉ khi con đập này bị vỡ thì chính phủ của Trung Quốc mới bị cuốn trôi hết ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ của thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và khi đó, cái chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ. Chứ hiện tại, chính quyền của ông ta vẫn còn hùng hổ và hống hách lắm. Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở động đất, sóng thần ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra trong hơn một tháng vừa qua đã làm cho kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết ngày 30 tháng 9, nước lũ đã còn xuyên qua tầng 3 của các nhà dân ở các thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy toán loạn về những đỉnh núi cao để trú ẩn. Người nghèo thì chạy thẳng về các miền quê khác hoặc trốn sang các nước ngoài để tránh, còn người giàu thì bay ra nước ngoài. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở một số nước, cho nên cửa khẩu sân bay tại một số nước trên thế giới vẫn đang ngừng hoạt động và chưa mở cửa trở lại, làm cho gần 1 tỷ người dân Trung Quốc lao đao không biết đi đâu về đâu. Tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ đã tràn vào căn nhà 5 tầng, nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt, nguồn thượng lưu và hạ lưu tràn về, làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực miền Nam của Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 1.000 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp khi mà Hồng Thủy số 1 trên sông Trường Giang 2, con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp ngày 30 tháng 9 đã ghi nhận ở mức cảnh báo cao lên tới 53.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang xấp xỉ là 31,7 mét. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất nhằm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa phần lớn kéo dài hơn một tháng vừa qua. Vào ngày 29 tháng 9, đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra, nghĩa là bây giờ 3 cửa xả của con đập này đang hoạt động hết công suất ngày đêm để tránh lũ lụt. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất vẫn xảy ra ở hầu như toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng, ngày 30 tháng 9 đưa tin, mực nước hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt quá mức báo động đỏ, tức là báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã làm cho mực nước hơn 300 con sông thuộc gần 20 tỉnh ở nước này vượt mức báo động số 4. Theo thông tin từ Ban Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam và Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa lũ chính. Công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó phòng chống lũ cấp 4 và cử hai đoàn công tác đến các địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có 314 con sông thuộc 19 tỉnh nước này, mực nước vượt mức báo động đỏ, nhiều hơn hàng năm lên tới 400%. Một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc với mưa lũ, trong đó các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 6, chiếm khoảng 193%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất hay liên quan đến tình hình đại họa lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc. Đó là tờ báo quốc tế cho biết thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè ở Trung Quốc. Một hiện tượng lạ và hiếm gặp 1.000 năm nay mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục và đây chính là một điềm báo rất xấu cho phía Trung Quốc. Tờ báo của quốc tế cho biết, khu vực Tân Cương, Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vừa qua khi khu vực này đang trải qua mùa hè nóng bức.
Tân Hoa Xã đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh bão tuyết ở thành phố Tân Cương phủ dày tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, đợt bão tuyết này gây bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền đông của phía Trung Quốc đang nắng nóng và ẩm ướt. Lớp bão tuyết này dày khoảng 30-60cm, đặc biệt có những nơi dày lên tới 100cm. Thảo Nguyên nằm ở khu vực độ cao 2.400m so với mực nước biển, dù Thảo Nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết giữa mùa hè vào những năm trước. Tuy nhiên, theo truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết và cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuyết đã ngừng rơi. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng thương vong liên quan tới trận bão tuyết kể trên. Tin buồn cho Trung Quốc là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cho biết tình hình mưa lớn, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần trong một vài tuần tới sẽ tiếp tục liên tiếp xảy ra tại 28 tỉnh thành phố phía Nam của phía Trung Quốc. Để đề phòng người dân nên cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình như người dân đã quá chống chọi và kiệt sức rồi. Nên bây giờ nếu như lũ quét xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!